Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô tuổi Mậu Thìn. Chúc các quý cô có một năm bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem Tử Vi tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 trong năm 2022 nữ mạng, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe tử vi từng tháng trong năm 2022, mời các quý cô cùng theo dõi. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng như thế nào? Năm nay bạn tròn 35 tuổi, tổng thể tài lộc không được khả quan cho lắm. Tuy tuổi này không dính hạn thái tuế nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của hung tinh, hầu hết vận may của bạn đều giảm sút, khó có mặt lạc quan. Đặc biệt trong quan hệ xã hội, sức khỏe, bạn bị ảnh hưởng nặng nhất bởi hung tinh giác tú, thiên khốc, địa tang vì vậy mậu thìn nên chú ý nhiều hơn đến bản thân trong năm dần. tuy nhiên năm 2022 bạn sẽ có vận trình tương đối suôn sẻ, sự nghiệp sẽ vững vàng hơn với sự trợ giúp của sao thiên đức. nếu năm 2022 nữ mậu thìn có vận may kém, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các vận may khác lấy cái này bù đắp cái kia. vận mệnh của những người sinh năm 1988 không mấy lạc quan trong năm 2022 bị ảnh hưởng bởi hung tinh giác tú người này sẽ tự mang về cho mình vô số rắc rối trong số đó các vụ kiện tụng hay tranh chấp lao động là nghiêm trọng nhất năm nay nữ mệnh nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa to ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống bạn nên tiết chế hết mức có thể đừng lúc nào cũng đòi tranh chấp mâu thuẫn với người khác nếu không bạn dễ bị kẻ gian làm to chuyện và tự chuốc lấy phiền phức cho mình Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng về phương diện sự nghiệp. Sự nghiệp của nữ Mậu Thìn trong năm dần tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của thiên đức cát tinh, những người tuổi rồng sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong năm nay, có khả năng thăng tiến và phát triển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thiên khốc, bạn tỏ ra tương đối thờ ơ, không biết nắm bắt kịp thời những quý nhân xuất hiện bên cạnh nên luôn để cơ hội trôi đi một cách vô ích. Nữ mậu thìn nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực dự án liên quan đến hành thủy hay hành kim như thủy lợi, thủy sản, ẩm thực, tài chính, hàng kim loại. Vì vậy, người tuổi thìn nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp làm việc chăm chỉ hơn, phấn đấu để sớm gặt hái được thành công. Năm 2022, bạn sẽ thành công trong sự nghiệp, trở nên nổi tiếng và trở nên thịnh vượng nếu như chịu khó làm ăn, chăm làm việc thiện tích đức. Về phương diện sự nghiệp, đánh giá đạt năm sao. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng về phương diện tài lộc. Tài lộc của nữ Mậu Thìn ở mức trung bình. Trong năm dần, tuy tuổi này gặp khá nhiều hung tinh nhưng theo tử vi vận số thì không có điểm báo nào ảnh hưởng đến tài lộc của bạn. Tuy nhiên, do bị các sao xấu can thiệp quá nhiều nên tuổi này không có ham muốn kiếm tiền, bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì tiền rồi nên nản trí. Tuy nhiên bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà tăng thêm thu nhập vận tài lộc của bạn trong năm nay về cơ bản sẽ không có nhiều tiến triển, và số tiền kiếm được chỉ có thể coi là tiến triển ổn định. Chiếu theo tử vi tuổi mậu thì 1988 năm 2022 nữ mạng thì năm tới cũng là năm nhiều bạn nữ mậu thì bị hao tài tốn của, dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, dễ phải chi tiêu vì những lý do bất khả kháng. 2022 công việc không được thuận lợi như mong muốn. Cùng với sự chi tiêu không hợp lý. Vì vậy kinh tế tài chính của quý cô rơi vào tình trạng khó khăn cần lên kế hoạch chi tiêu cho phù hợp để vượt qua giai đoạn bất ổn này. Về phương diện tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Tử vi tuổi mậu thìn 1988 năm 2022 nữ mạng về phương diện tình cảm. Vận trình tình cảm của tuổi mậu thìn 1988 tương đối xấu. Bị ảnh hưởng bởi thiên khốc và giác tú nên tình cảm của người tuổi thìn rất xa sút gia đạo lẫn tình duyên đều u ám. Mặt gia đình, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Chuyện tình cảm của quý cô không được ổn lắm. Tuy nhiên nhờ có sự chia sẻ và cảm thông của đối phương mà mối quan hệ tình cảm được tốt đẹp hơn. Gia đạo được ấm êm, hạnh phúc vui vẻ. Đặc biệt trong năm nay gia đình có tin vui thêm thành viên mới. Về phương diện tình cảm. Đánh giá đạt 3 sao. Tử vi tuổi Mậu Thìn 1988 năm 2022 nữ mạng về phương diện sức khỏe. Nữ Mậu Thìn có vận trình sức khỏe tương đối ỉ ạch. Hung tinh địa tang là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của nữ Mậu Thìn không được tốt cho lắm, thường xuyên có dấu hiệu ốm đau. Không những vậy, dưới sự tấn công của các sao hung tinh, sự an toàn cá nhân của bạn trong năm nay cũng đáng lo ngại hơn, nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc tai nạn thương tích. Vì vậy, tử vi khuyến cáo mậu thìn phải tăng cường đề phòng, cảnh giác trong năm nhâm dần, bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời nên nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Bạn nào lái xe có thể treo bùa bình an trên xe như một vật trang trí mang đến điểm lành cho xe, mang ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng. Về phương diện sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao. Vận trình cắt hung của tuổi mậu thì nữ mạng trong năm 2022 hung tinh trong năm 2022 của nữ mậu thìn gồm có giác tú, thiên khốc, địa tang, những sao này khiến tình cảm, vận mạng và sức khỏe của quý bạn xa sút Không những vậy, vận trình tài lộc của những người này năm nay tương đối bằng phẳng, khó phát tài phát lộc, làm thì nhiều mà không thấy tiền dư. Cát tinh của mậu thìn nữ mệnh năm 2022 là thiên đức nhưng vì ham muốn phấn đấu không được mạnh mẽ nên đôi khi có thể mắc phải sai lầm trong sự nghiệp, phát triển khá chậm chạp chăm chỉ là chìa khóa phá vỡ sự can thiệp của các sao xấu và đảo ngược sự đen đủi của chúng. Tử vi từng tháng của tuổi mậu thì nữ mạng trong năm 2022. Tử vi tuổi mậu thì 1988 năm 2022 nữ mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi mậu thì nữ trong năm 2022. Tài lộc của tuổi thìn 1988 trong tháng này khá tốt. Tháng riêng âm lịch lòng háo hức đón Tết Nguyên đán. Hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao trong tháng này, bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên thường đầu năm sẽ rùng rỉnh. Tử vi tháng 2 âm lịch của tuổi mậu thìn nữ trong năm 2022. Con giáp 35 tuổi có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này bị ảnh hưởng bởi giáp tú hung tinh, tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ, bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của giác tú cũng sẽ mang đến cho người tuổi rồng rất nhiều phiền phức, khiến bạn gặp nhiều xui xẻo, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Vì vậy, khuyến cáo mậu thì nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh trong tháng này, đừng để nó phá hoại vòng tròn xã hội của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch của tuổi mậu thìn nữ trong năm 2022 tài lộc của Mậu Thìn trong tháng 3 ở mức trung bình. Nhìn chung, thu nhập của bạn trong tháng này không được tốt lắm, mặc dù xét về mặt tài lộc thì tương đối ổn định. Nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư kém. Tử vi tháng 4 âm lịch của tuổi Mậu Thìn nữ trong năm 2022. Con giáp 35 tuổi có thể gặp chuyện buồn trong tháng này bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, cộng với sự can thiệp của sao giữ, một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tăng tóc hoặc tin xấu xung quanh mình trong tháng này, kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực. Tháng 4 trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà xa sút Tuổi thìn nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Tử vi tháng 5 âm lịch của tuổi mậu thìn nữ trong năm 2022. Vận trình tình duyên trong tháng này tương đối ỉ ạch, chịu ảnh hưởng của thiên khốc nên thời gian này bạn rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân, dù có nhân duyên tốt nhưng bạn cũng chưa nắm bắt kịp thời. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bạn, hai bên dễ xảy ra tranh cãi nổ lửa. Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thìn nữ trong năm 2022. Tháng 6 hung tinh địa tang tìm tới Mậu Thìn, Thể chất không tốt, bạn thường xuyên cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Thìn gặp phải nhiều tình huống nguy hiểm trong tháng này, chẳng hạn như tai nạn xe cộ, hỏa hoạn. Chấm, vì vậy, thì nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Tử vi tháng 7 âm lịch của tuổi mậu Thìn nữ trong năm 2022 Vận trình sự nghiệp của nữ mậu thìn có phần khởi sắc trong tháng 7. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn Thiên Đức, cơ hội việc làm của bạn sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ là sự nhiệt tình trong công việc của bạn không cao lắm, không nắm bắt được cơ hội thì chỉ là sự phát triển tầm thường mà thôi. Vì vậy, người tuổi Thìn nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi mậu thì nữ trong năm 2022. Vận trình tình duyên rất tốt, đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử xem, nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này nhé. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Tháng 8 là tháng của sự ổn định và bình yên. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi mậu thì nữ trong năm 2022. Tháng 8 may mắn bao nhiêu thì tháng 9 tệ bấy nhiêu bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, thìn trở nên lạnh lùng và sống tách biệt với xã hội. Đặc biệt là trong gia đình, bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mù, không khí gia đình sẽ trở nên rất căng thẳng. Tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi mậu thìn nữ trong năm 2022 Vận trình công việc của tuổi mậu thìn 1988 trong tháng này có chút bận rộn. Trong tháng này, những người tuổi rồng cần phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và rất nặng. Ai làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách trong cơ quan, đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn. Bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi kiệt sức. Tử vi tháng 11 âm lịch của tuổi Mậu Thìn nữ trong năm 2022. Vận trình sức khỏe của nữ Mậu Thìn có nhiều thay đổi tích cực trong tháng này. Bạn không bị ảnh hưởng nhiều bởi hung tinh, tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Tháng 11 bạn rất năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Mậu Thìn nữ trong năm 2022. Tài lộc của tuổi nữ tuổi Thìn trong tháng này tương đối dễ dàng. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm, theo logic mà nói thì tương đối bận rộn, nhưng tình hình có vẻ tương đối suôn sẻ, nhàn hạ, cuộc sống cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Kết luận Trên đây là tử vi tuổi mậu thìn 1988 năm 2022 nữ mạng. Kính chúc quý bạn một năm mới bình an, xuân sẻ. Hy vọng quý độc giả nói chung và người tuổi thìn nói riêng có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm tới và có được những quyết định chính xác cho mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Chúc các bạn một ngày làm việc vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.